Ok, thì cái buổi hôm nay thì cũng xin phép giới thiệu sâu hơn với các bạn về một cái công cụ xây dựng báo cáo và theo đánh giá của bên phía IP thì nó là một công cụ thứ nhất là khá phổ biến và thứ hai là dễ sử dụng và dễ triển khai nhất thời điểm hiện tại, đó là cái công cụ báo cáo Tableau. Hiện tại thì về Tableau thì hiện đang dẫn đầu trên ở trong top đầu ở trong cái thị trường BI hiện nay. Thì có thể các bạn có thể là xem cái đánh giá của cái tổ chức Gartner ở trên 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 internet, có thể tìm kiếm cái phần đánh giá đó. Thì hiện tại thì đối với Tableau ấy, trong 10 năm trở lại đây thì có những cái năm mà 5 năm liên tục Tableau đứng đầu về cái công cụ triển khai các hệ thống báo cáo thông minh mới của hiện nay. Thì trong nhưng mà trong khoảng độ 2-3 năm trở lại đây ấy, thì Microsoft có vượt lên nhỉnh lên một chút. Thì ở đây mình đánh giá là theo kinh nghiệm của bản thân cá nhân thôi. Thì mình ở đây mình thấy là mặc dù là Microsoft có nhỉnh hơn và có dẫn đầu những năm trở lại đây ấy, nhưng mà bản thân là Microsoft thì thường nó sẽ đi theo cả một hệ sinh thái các phần mềm với nhau, ví dụ như là các phần mềm xây dựng báo cáo, các phần mềm hỗ trợ về quy trình doanh nghiệp, cũng như là cái hệ thống hạ tầng cloud Azure của Microsoft đấy. Còn riêng mà để đánh giá một cái công cụ để mà xây dựng cái hệ thống báo cáo thông minh BI mà nó thuần túy, nó chuyên nhất ý, thì mình vẫn bản thân mình vẫn đánh giá Tableau cao hơn đấy, còn Microsoft thì sẽ cao hơn về mặt cái hệ sinh thái xung quanh nó. Thì hiện về sản phẩm của Tableau thì ở đây thì mình cũng giới thiệu các bạn nhanh ba cái sản phẩm chính. Thì đầu tiên là sản phẩm Tableau Prep thì nó sẽ có thiên hướng giúp chúng ta làm sạch và làm giàu dữ liệu ETL dữ liệu từ các cái hệ thống khác. Đấy, ví dụ chúng ta sẽ kết nối đến các cái hệ thống database, các cái file Excel đấy, hoặc là các cái nguồn dữ liệu mà chúng ta cần lấy dữ liệu. Sau khi kết nối thì nó sẽ giúp chúng ta là ETL dữ liệu đó về một mối và làm sạch nó. Chúng ta sẽ có thể là xử lý được những dữ liệu rác, dữ liệu sai thuộc tính hay là thừa, phát hiện ra và xử lý chúng. Đấy, và cuối cùng là ra được cái dữ liệu sạch để sau đó dùng để phân tích. Thì để phân tích thì chúng ta sẽ dùng công cụ Tableau Desktop để phân tích, xây dựng lên những cái biểu đồ, những cái báo cáo, những cái dashboard để thể hiện lên dưới dạng visualize. Đấy, và cuối cùng là sản phẩm Tableau Server. Tableau Server ở đây nó sẽ có nhiệm vụ là gì ạ? Nó sẽ host các báo cáo đó. Đấy, trên này thì chúng ta có thể là quản lý các báo cáo có phân quyền cho user để xem báo cáo, phân quyền theo báo cáo này, phân quyền theo dữ liệu. Đấy. Cùng ví dụ cùng một báo cáo chẳng hạn thì chúng ta hoàn toàn để phân quyền cho nhiều người xem, nhưng mà người nào xem dữ liệu của người đó thôi chứ không phải là gì ạ, xem toàn bộ. Cũng giới thiệu với các bạn luôn, khi triển khai Tableau ở trong một doanh nghiệp thì cái lộ trình nó như thế nào. Thì thông thường cái lộ trình khi mà xây dựng cái hệ thống báo cáo thông minh thì được bước đầu tiên thì chúng ta sẽ phải phân tích yêu cầu, tức là tìm hiểu về doanh nghiệp cũng như các hoạt động chính trong doanh nghiệp đó, về các cái quy trình nghiệp vụ, về domain lĩnh vực kinh doanh, rồi là các cái nghiệp vụ diễn ra hàng ngày ở trong đơn vị. Đấy, đối với từng mảng, đối kinh doanh, kho bãi tài chính đấy, và những cái thông tin mà hiện tại ở phòng ban đơn vị đang quản lý những chỉ tiêu KPI. Và sau khi tìm hiểu những vấn đề đó thì chúng ta có thể tiến hành đánh giá cái việc là gì ạ, những cái dữ liệu hiện tại của doanh nghiệp nó đang có đáp ứng được không, có đáp ứng được với nhu cầu quản trị hay không. Chúng ta sẽ phải đánh giá cái tính đáp ứng của dữ liệu nữa.
Bước thứ hai thì thông thường thì sẽ đến phần xây dựng phát triển giải pháp về thu thập dữ liệu. Mình lấy ví dụ như là sẽ sau khi đánh giá xong thì chúng ta sẽ có những cái dữ liệu chưa có, những cái dữ liệu đã có rồi nhưng mà nó đang đang có vấn đề đấy, hoặc những cái dữ liệu có sẵn thì lúc đó mình cũng phải thống nhất đánh giá với nhau là những cái dữ liệu chưa có chẳng hạn thì chúng ta sẽ bổ sung như thế nào, bổ sung luôn hay hay sơ bổ sung giai đoạn sau, rồi là những cái dữ liệu mà chưa được chuẩn, chưa được input đầy đủ hoặc là input sai thì cần phải chuẩn hóa lại quy trình, rồi là sửa, rồi phải nhập liệu lại, điều chỉnh lại cho nó đúng. Đấy, còn những dữ liệu lấy được rồi thì sẽ lấy như thế nào, phương thức hình thức ra sao. Đấy, sau đó cũng sẽ phải đánh giá những cái độ ưu tiên, các cái độ ưu tiên để chúng ta tích hợp về để xây dựng hệ thống. Thì sau khi thống nhất được những điều đó thì sẽ tiến hành là xây dựng cái tài liệu tích hợp cũng như là triển khai theo cái tài liệu đó. Tiếp đến là các cái bước test test các cái báo cáo mà đã được xây dựng với dữ liệu thực tế. Đấy, test thì không chỉ test về mặt dữ liệu, chúng ta sẽ test về các cái phần khác nữa, ví dụ như là về các mặt performance của dashboard về cách về cái tốc độ xử lý này, rồi là về các chức năng trên dashboard đã hợp lý chưa, đã phục vụ cho việc phân tích và trả lời câu hỏi hay chưa. Đấy. Và trong quá trình đó thì sẽ tiến hành điều chỉnh sửa đổi song song. Tiếp đến là quá trình go live cuối cùng thì sẽ là đào tạo cũng như là đào tạo, đây là đào tạo sử dụng, cái thứ hai cũng đào tạo về mặt self-service cái báo cáo đó cho người dùng có thể là tự phát triển đấy và có thể là tự nâng cấp theo cái yêu cầu hiện tại, cái nhu cầu hiện tại của mình. Thì ở đây thì mình có show một cái mô hình triển khai nhanh đúng cho một doanh nghiệp. Thì đối với cái mô hình này thì là mô hình triển khai nhanh chứ thật ra là cũng cũng chưa phải là chi tiết toàn bộ một cái quá trình triển khai hệ thống báo cáo thông minh ở trong một đơn vị đâu. Cái này là đơn giản theo cái một cái công cụ thông thường thôi. Còn về bản chất để mà xây dựng một cái dự án liên quan đến báo cáo quản trị, báo cáo BI cho một cái doanh nghiệp đầy đủ thì sẽ còn nhiều bước khác liên quan đến cái việc mà xây dựng kho dữ liệu nữa. Ok, thì vừa rồi có chia sẻ trao đổi nhanh hai cái nội dung, cái thứ nhất là liên quan đến đến cái trao đổi về cái sự khác biệt giữa báo cáo thông thường và cả báo cáo thông minh mới hiện nay, cái thứ hai là giới thiệu qua một số cái sản phẩm của một cái công cụ xây dựng báo cáo thông minh cho các bạn. Thì mình hỏi là trong cái phần trình bày của mình vừa rồi ấy, thì các bạn có cái thắc mắc hay có câu hỏi, cái góp ý gì cần trao đổi thì có thể chúng ta cùng trao đổi luôn được không? Có bạn nào có câu hỏi gì không ạ? Vâng, thì nếu các bạn chưa nghĩ ra câu hỏi thì chắc là xin phép là để cuối chương trình thì chúng ta sẽ ngồi. Tôi Ở đây có hai câu hỏi của anh Hùng và anh Đông ạ. Thì ở câu hỏi thứ nhất là nếu đang sử dụng phần mềm báo cáo thông thường thì khi chuyển sang phần mềm báo cáo thông minh, việc chuyển dữ liệu cũ sang phần mềm mới thì có dễ dàng không? nếu đang sử dụng phần mềm báo cáo thông thường thì khi chuyển sang phần mềm báo cáo mới thông minh thì việc chuyển đổi dữ liệu cũ sang phần mềm mới có dễ dàng không? Vâng, anh Hưng ơi, anh cho em hỏi một chút là hiện tại là đối với cái báo cáo thông thường thì hiện tại đơn vị của mình đang đang dùng cái công cụ nào để báo cáo hả anh? Thuần túy là qua vẫn qua Excel và Word đúng không ạ? Alo. Anh Hiên có thể bật mic Vâng, để dạ tương tác em cùng mọi người đúng không ạ?
Excel. Và việc sử dụng phần mềm cái này thì nó sẽ có cái tính kế thừa anh Hương ạ, có tính kế thừa và tận dụng được, mà tận dụng ở mức độ nhất định. Em lấy ví dụ khi mà các anh bản thân các em có các cái báo cáo Excel cũ rồi thì bản thân bọn em sẽ tận dụng được cái gì khi mà chuyển sang báo cáo mới. Chúng ta sẽ tận dụng được cái thứ nhất là bản thân những cái báo cáo cũ của anh ấy thì là bản thân là những cái dữ liệu cũng như là các cái thông tin chỉ tiêu các bạn mà sorry để em một chút, sorry để em một chút nhé, để em xử lý những âm thanh ồn ồn ngoài. Vâng, xin lỗi anh Hưng và mọi người, mình sẽ tiếp tục. Đấy thì việc đang sử dụng các báo cáo cũ thì cái thứ nhất mình sẽ khai thác, sẽ tận dụng được những cái báo cáo cũ đó là về mặt đầu tiên là các cái nội dung. Các cái nội dung hiện tại mà mình đã từng theo dõi báo cáo cũ, mình sẽ biết được là ít nhất là cái nhu cầu hiện tại của mình là mình cũng xác định được là mình sẽ phải có trong hệ thống báo cáo mới, cái thứ nhất. Đúng không ạ? Sẽ tận dụng được các cái thông tin, các cái chỉ tiêu, các chiều phân tích mà báo cáo cũ mình đang có, thì từ cơ sở đó mình sẽ đánh giá là hiện tại là đã phù hợp hay chưa, cần bổ sung thêm những cái gì đối với hệ thống mới. Cái thứ nhất là tận dụng về 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 mặt nội dung, là những cái thông tin mà cần báo cáo khi chuyển sang hệ thống báo cáo mới. Đấy. Cái thứ hai ở đây mà mình khi mà mình chuyển sang hệ thống mới thì là bản thân là khi mà các anh đã xây dựng được những cái báo cáo hệ thống phần mềm cũ rồi thì bản thân là cái việc khi mà tính toán cái chỉ tiêu các chỉ tiêu, các chiều phân tích, các cái dữ liệu đó thì bản thân là trước đó mình đã tính toán rồi thì mình ở đây mình cũng sẽ lại tận dụng được là cái cách tính toán trước đây của mình, là mình đang tính toán như thế nào, mình lấy dữ liệu từ đâu, mình tính toán thế nào, để từ đó mình sẽ xây dựng lên được cái quy trình để mà chuẩn bị dữ liệu, tích hợp dữ liệu rồi đưa dữ liệu về dựa trên cái thông tin đó. Em lấy ví dụ trước đây anh xuất dữ liệu ra từ một phần mềm kế toán chẳng hạn để làm báo cáo, bọn anh sẽ ghi nhận được những quy trình đó khi mà chuyển sang hệ thống mới, tức là thay vì thủ công trước đây là mình xuất bằng tay thì mình sẽ chuyển sang là tự động hóa nó, và cần lấy cái gì thì mình sẽ định sẽ xây dựng các cái module lấy tự động sang, và tính toán như thế nào thì mình cũng sẽ tự động hóa cái việc tính toán đó bằng bằng công cụ. Đấy, thì mình cũng sẽ tận dụng được cái đó. Đấy. Thì vô hình chung là bằng việc tận dụng như thế thì cơ bản là khi mà chuyển sang phần mềm mới thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Em đánh giá là nếu mà cái hệ thống cũ của mình mà hiện tại khi mà hiện tại thì nó tốt thì khi mà chuyển sang thì cái thông tin mình tuyển dụng nó nhiều và cái khả năng chuyển đổi thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều đối với các cái đơn vị mà cái hệ thống báo cáo cũ hiện tại là chưa chưa thật sự tốt và chưa thật sự ổn định. Đấy, bản thân là trong thực tế em đi triển khai thì cũng khá nhiều đơn vị cũng sử dụng hệ thống báo cáo thông thường cũ đấy, nhưng mà bản thân là hiện tại cái hệ thống đó bản thân là cũng chưa được hoàn thiện, chưa được tốt cơ. Đấy, nó cũng khá là đơn giản rồi là ít thông tin, và nhiều khi là những cái báo cáo đó còn gọi là chưa thực sự được chuẩn hóa, chưa thực sự được xây dựng. Nhiều khi là khi mà triển khai thì cũng phải ngồi lại với nhau để mà phân tích thêm cái yêu cầu, để đưa ra thêm những yêu cầu để mà chuẩn hóa lại cái hệ thống cũ trước khi triển khai hệ thống mới cơ. Đấy. Thì không rõ cái câu trả lời của em vừa rồi thì có thỏa mãn được cái nội dung anh Hưng hỏi không ạ? Vâng, em cảm ơn anh. Dạ, về câu hỏi thứ hai của anh Đông là
Hiện nay đang dùng hệ sinh thái của Microsoft thì nếu dùng Tableau có ổn không? Dữ liệu hiện tại là đang có khoảng 30 triệu dòng và không thể load được. Mời anh Tuấn Anh ạ. Vâng. Đấy thì hiện tại ở trên Tableau ấy thì hiện tại thì ở trên Tableau sẽ có các cái cơ chế nén, các cái cơ chế nén dữ liệu theo cái thuật toán riêng của Tableau. Nó sẽ hỗ trợ chúng ta việc cái sự việc xử lý dữ liệu rất là nhanh chóng. Em lấy ví dụ, cái này thì nó thật là về cái việc cái câu hỏi của anh ấy thì có rất nhiều khách hàng hỏi rồi. Và bản thân em cũng đã tìm hiểu, và nhiều khi là trong những cái bài toán POC, những cái bài toán POC thì người ta cũng đặt ra những câu hỏi như thế này thôi, rất là cụ thể như thế này. Em cũng đã làm việc với nhiều khách hàng và làm việc với cả hãng để mà trao đổi, để mà đưa ra những cái câu trả lời cho những bài toán POC như cho khách hàng ấy. Thì thật ra là cái việc khẳng định bao nhiêu triệu dòng hay bao nhiêu bản ghi các thứ thì bản thân hãng người ta cũng không khẳng định và confirm vấn đề gì cả. Họ chỉ recommend là cái thứ nhất là khi mà chúng ta xử lý một cái dữ liệu ấy thì bản thân chúng ta sẽ phải có cái kế hoạch cho cái loại dữ liệu đó, chứ không phải là bất kỳ cái loại dữ liệu nào sẽ cùng một cách xử lý. Đó. Thì không chỉ hãng recommend, là bản thân em trải qua một số dự án thực tế thì cũng thấy là như vậy. Thì cái việc tổ chức dữ liệu của chúng ta ấy, thì khi mà tổ chức thì chúng ta cũng phải đánh giá đó là dữ liệu gì nó sẽ theo nhiều chiều. Em lấy ví dụ, thứ nhất là dữ liệu của chúng ta là dữ liệu về mặt thuộc tính đi, nó là những cái dữ liệu về về transaction, hay là những cái dữ liệu tổng hợp, rồi là những cái dữ liệu mà ở dạng gọi là trên trên cái mức transition một chút đấy, thì nó sẽ phải tùy thuộc vào cái việc phân tích đầu ra hàng của chúng ta, cái mục tiêu của chúng ta là cần đáp ứng cái mức độ như thế nào, thì chúng ta sẽ tổ chức dữ liệu một cách hợp lý. Nó đại khái là ba cái loại dữ liệu này, thì thông thường nó chia lại thành các cái loại dữ liệu gọi là dữ liệu nóng này, dữ liệu nguội, dữ liệu lạnh đấy. Những cái dữ liệu kiểu nóng chẳng hạn, nóng thì cũng phải đánh giá là khi mà sâu ra, khi mà phân tích thì cần cần phân tích, bởi vì phân tích nóng mà, chỉ cần phân tích đến đến mức độ nào, những cái mức độ cái dữ liệu cập nhật đến thời điểm nhất định nào thôi, thì chúng ta sẽ tổ chức thay một nhóm dữ liệu nóng. Đấy, dữ liệu nguội nguội một chút thì chúng ta cũng sẽ tổ chức riêng thành một cái nhóm dữ liệu nguội để phục vụ cho cái việc phân tích của mình. Đấy, lạnh cũng tương tự như vậy. Đấy. Thì thông thường ra thì ngoài cái việc sử dụng các cái công cụ báo cáo, xây dựng báo cáo thông minh như thế này này, thì đối với những cái nguồn dữ liệu lớn ấy, thì thường chúng ta sẽ phải có thêm cái việc xây dựng các cái kho dữ liệu trung gian, rồi kho dữ liệu data warehouse để mà tính toán, tổng hợp và lưu trữ trước để phục vụ cho việc phân tích. Đấy. Còn bản thân là đối với những cái công cụ xây dựng báo cáo thông minh này, thì nó sẽ chủ yếu hỗ trợ chúng ta chuẩn bị dữ liệu và làm sạch ở mức độ tương đối nào đấy thôi. Còn nếu mà với dữ liệu quá lớn thì vẫn sẽ phải có một cái hệ thống lưu trữ và tính toán sẵn riêng, ví dụ như là data warehouse đấy. Thì em cũng vừa mô tả nhanh về cái câu trả lời của anh Đông. Anh Đông, cái câu trả lời của đã thỏa mãn ý anh chưa ạ? Có cần bổ sung thêm thông tin gì không ạ? Vâng, các anh cứ bật mic lên trao đổi cho nó tương tác cho nó mạnh anh ạ. Ok. Đó. Dạ, cảm ơn anh Tuấn Anh về câu trả lời vừa rồi. Thì ở đây mình còn một câu hỏi nữa của anh Hoan. Thì anh Tuấn Anh có trả lời luôn không hay mình sẽ đi lốt phần cuối cùng của buổi hôm nay và trả lời câu hỏi này sau ạ? Anh Hoan có trả lời bên Gami đang triển khai phần mềm KPI của Viettel, khả năng tích hợp báo cáo thông minh vào KPI như thế nào? Khả năng tích hợp cái này thì chắc
Em phải trao đổi thêm với anh Hoan về cái phần mềm KPI của Viettel hiện tại như thế nào, nó phải chi tiết hơn một chút thì chắc em mới mới trả lời rõ hơn được. Em lấy ví dụ như là hiện tại là cái phần mềm đó hiện tại là do Viettel phát triển ạ, à, hay là do bên bên nào phát triển, và cái hiện tại là cái nền tảng của nó là gì. Thì Cái phần mềm này thì bên Viettel Solution nó phát triển vâng, và nó chạy trên nền các cái service của Microsoft ấy. anh Thực có ra ra được thì hiện nay nó đang ở cái giai đoạn 1, nghĩa là cái KPI chỉ mới ở dưới đến các đầu đơn vị thôi, chứ vâng. chưa 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 phân PI đến KPI đến từng phòng hoặc từng cá nhân. Vâng. Thế Vì anh là Gabi bên mình là một tập đoàn mà nó có quãng nó khoảng 20 công ty thành viên ở bên dưới đấy, vâng. thì hiện nay là cái KPI để với phục vụ ở trên tập đoàn, nghĩa là phân KPI cho từng công ty thành viên và cập nhật ở trên hệ thống. Nó Vâng. cũng ở mức khá là sơ khai nhưng nó chưa có sát đến từng cá nhân một, và nó cái phần cá nhân thì chắc là ở cỡ pha 2 pha 3 tầm cướp. Vâng, thì khả năng tích hợp ý, khả năng tích hợp của cái hệ thống báo cáo thông minh từ các phần mềm ý, thì như bọn em giới thiệu ấy, hiện nay là nó cũng về mặt kết nối tới các nguồn dữ liệu thì nó cũng trợ đa số các cái nguồn dữ liệu cần rồi. Thì đối với cả những cái dữ liệu đơn giản mà đã được chuẩn hóa, đã được tổ chức tốt ý, thì mình hoàn toàn thì kết nối thẳng từ cái công cụ báo cáo thông minh này vào để lấy dữ liệu lên phân tích. Đấy. Còn đối với những cái lượng dữ liệu lớn phức tạp mà cần lấy từ nhiều nguồn, từ nhiều các cái nền tảng khác nhau ấy, thì vẫn recommend là mình sẽ nên triển khai một cái hệ thống để mà ETL cũng như là tích hợp dữ liệu vào cái kho dữ liệu trước khi và tính toán trước khi mà tiến hành phân tích. Đấy, thì cái vấn đề này nó sẽ phụ thuộc nhiều vào cái nền tảng cũng như cái nghiệp vụ mà hiện tại đơn vị mình đang sử dụng. Đấy, còn về khả năng tích hợp thì em vẫn đảm bảo với anh là cái bây giờ cái gì cũng tích hợp được hết, không lo. À, Vâng. ok, mình muốn hỏi thêm một câu nữa, bởi vì Dạ. hiện nay thì ra bên mình là hầu hết các đơn vị là đang 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 báo cáo theo dạng thủ công bằng dựa trên số liệu ở Excel á. Tất Vâng. nhiên là ngoài trừ cái phần mềm kế toán thì nó bắt buộc sẽ phần mềm riêng rồi. Thế nhưng Vâng. mà báo cáo thì nó vẫn là mang cái tính chất rất là thủ công. Thì Vâng. bạn có thể giới thiệu qua về cái lộ trình để có thể triển khai cái báo cáo thông minh được. Hiện nay bên mình cũng mới chỉ có một cái kế hoạch triển khai kho dữ liệu nhưng mà nó khá là chung chung, cũng chưa có cụ thể hóa là cái lộ trình triển khai nó như thế nào, gom dữ liệu nó như thế nào và cách khai thác của nó để ra được báo cáo thông minh. Vâng. Thì bạn có thể phát qua như mình phát thảo qua một cái khái quát về cái lộ trình, chẳng hạn như bước 1, bước 2, bước 3 làm những cái gì để có thể triển khai được cái này không. Thì khi mà mình trình bày với cả lãnh đạo ấy thì mình cũng phải nói qua là cái lộ trình như thế nào nào nào, sau sau đó là các sếp thấy ok rồi thì lúc đó mình sẽ bắt tay vào chi tiết được. Còn hiện nay thì mình là dân về security và infrastructure, cho nên là cái phần này thì tương đối với cả cô. Vâng, ok anh. Về phần cái lộ trình triển khai trong doanh nghiệp ý, thì về các cái bước chung thì ban nãy em có trình bày ở trong cái slide triển khai Tableau trong doanh nghiệp. Đấy. Thì đây là các cái bước chung thôi. Các bước chung khi mà triển khai thì để mà chi tiết theo từng đơn vị cụ thể như thế nào thì chắc bọn em sẽ xin cái contact của anh để trao đổi kỹ hơn, để viết một cái chi tiết hơn về cái lộ trình cho đơn vị của mình, đúng không ạ? Ok Alo. ạ. Vâng, thế thì sau sau cái buổi này thì chắc là các bạn marketing bên em sẽ xin phép xin contact nhé, để hẹn trao đổi với anh cụ thể về về cái lộ trình chi tiết cho đơn vị của mình, đúng không ạ? Ok. Vâng, thế thì để đảm bảo cái thời gian của cái chương trình hôm nay ấy, thì bọn em cũng xin phép là đi tiếp cái nội dung tiếp theo là một số các cái Rồi, tính nhất năng trí. vâng và